Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Quy Sơn làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Quy Sơn thông tin đến lãnh đạo xã Thừa Đức tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An năm 2023. Nhân dịp Tết Giáp Thình, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cho doanh nghiệp tỉnh thăm hỏi sức khỏe và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo nhân dân tỉnh Bến Tre nói chung và xã Thừa Đức huyện Bình Đại nói riêng. Dịp này đoàn công tác tặng một phần quà cho Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức và 25 phần quà cho gia đình người có công. Trước đó, đoàn đến thăm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, bi truyền thống xã Thừa Đức, công trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An xây dựng nhằm tri ân ghi nhớ công lao cấp bậc tiền nhân không tiếc máu xương để gìn chữ quê hương đất nước. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tại xã Thừa Đức có 25 gia đình có công chăm sóc cương mang 93 thương bệnh binh của tỉnh Long An. Với nghĩa cử cao đẹp và quý báu đó, hàng năm, tỉnh Long An đều tổ chức đoàn đến thăm cán bộ, gia đình chính sách và nhân dân xã Thừa Đức vào các dịp lễ Tết